Chào cả nhà. Vẫn là mình đây. Thầy giáo ế. Nó ngắn viết tắt của gọi là ngắn gọn của thầy giáo ế sâu. Nhờ hôm nay tiếp tục các cái bài giảng về giới thiệu với các phần mềm thiết kế. Thì mình sẽ đi vào cái phần mềm tiếp theo, cái phần mềm mà mình thường xuyên sử dụng. Sau cái phần mềm SketchUp là cái phần mềm Adobe Illustrator, là cái phần mềm chuyên để sử dụng để vẽ vector và làm các cái file đồ họa, file thiết kế in ấn cũng như là các cái file mà cắt CNC để tạo mẫu, để làm cắt CNC, cắt laser hay là in ấn. Thì là cùng mọi người cùng mình để theo dõi xem là cái phần mềm này nó có điểm lợi hại gì so với các cái phần mềm khác nhé. Mời cả nhà cùng theo dõi. Ok nhá, hôm nay mình sẽ tiếp tục cái hướng dẫn, cái bài giảng hướng dẫn các cái phần mềm mà mình vẫn hay thường sử dụng nhá. Hôm nay là cái phần mềm AI, Adobe Illustrator nhá. Thì là cái phần mềm này là một cái phần mềm mà vẽ 2D. Tức là cái phần mềm mà làm tất cả các cái file đồ họa, file in ấn này, rồi là các cái file để làm file cắt CNC, cũng như là thiết kế lên ý tưởng là mình dùng cái phần mềm này. Thật ra thì nếu mà bình thường ấy thì không phải là lúc nào mình cũng phải dùng 3D đâu, tại vì là phần mềm 3D thì nó hơi cầu kỳ, với ẩn thật ra nó làm nó cũng mất thời gian đấy, nó liên quan đến không gian. Còn bình thường nếu mà chỉ vẽ những thứ 2D như kiểu là tạo hình hoặc là thiết kế để tạo dáng thì mình sẽ dùng phần mềm 2D này thôi. Phần mềm AI này nó tắt gọi tắt là AI cho nó nhé, cái gọi nhé. Thì mọi người xem ấy. Đây là một cái file mà ngày xưa mình tất cả cái thiết kế thời gian đầu của mình là mình cho hết vào một cái file như này. Thì mọi người có thể xem tham khảo nhé. Từ những cái thiết kế ban đầu, đây mình lấy ví dụ một cái thiết kế này. Đấy, là mình đã lên một cái thiết kế hoàn toàn ở trên 2D, trên AI thôi. Chứ không cần phải 3D gì cả. Đấy. Thì là từ các cái tạo hình này, làm file cắt CNC này, tất cả mọi thứ này. Để mà nói về cái phần mềm AI này ấy, thì nó có cái sự khác biệt gì so với Photoshop, đúng không? Trước giờ các bạn nếu mà nói về Photoshop thì chắc là ai cũng biết, chắc không lạ gì Photoshop. Thì là AI nó khác gì Photoshop thì bạn sẽ biết này nhé. Phần mềm AI này ấy, là nó chuyên để tạo ra các cái file vector. Đấy, khái niệm vector là gì? Cái vector tức là cái file mà khi mà mình zoom to này, bạn nhìn này, mình zoom to đến bao nhiêu nhé. Đấy, thì cái đường nó vẫn là cái đường gọi là tuyến tính, tức là nó là đường vector, tức là cái này có thể in, có thể cắt, phóng to bao nhiêu cũng được, nó không bị vỡ hình. Thấy không? Đấy là khái niệm file vector. Nó khác với gọi là file ảnh, file pixel. Thì là ảnh và file pixel, tức là khi mà phóng to ấy, nó sẽ bị vỡ hình. Đấy, thì các bạn xem ví dụ một cái ví dụ đây, ví dụ cái này gọi là file ảnh nhá. Đây. Đấy, khi mà zoom to lên thì nó sẽ bị vỡ hình nữa. Nó không đủ dung lượng, tức là nó chỉ là các cái pixel ảnh nữa. Tức là nó từng cái điểm ảnh nó ghép lại với nhau thì đấy là file ảnh. Đấy, còn file vector thì là nó là gọi là file mà dạng file mà phóng to hoặc thu nhỏ là không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng file à. Và cái này là tất cả những cái mà cắt CNC này, cắt laser này hay là để in ấn ấy thì mà muốn để giữ được đảm bảo chất lượng file ấy, thì là phải là file vector này. Đấy. Đặc biệt là những cái như là dùng in ấn này, không phải in ấn mà là cắt laser này hoặc là in 3D này. Đấy, những cái mà để tạo đường, gọi là tạo đường cho máy nó chạy theo ấy thì đều phải là file vector. Thì là máy nó mới hiểu, chứ còn các cái pixel của cái file ảnh thì nó sẽ không giúp được máy hiểu được cái việc đấy. Đấy, thì bạn sẽ hiểu cái khác nhau giữa cái vector và cái hình ảnh pixel là như thế. Thì tại sao là người ta phải đẻ ra cái phần mềm AI này mà đã có cái phần mềm Photoshop để chỉnh sửa ảnh rồi, đúng không? Đấy, tức là Photoshop là chỉ để chỉnh sửa ảnh và cắt ảnh, cắt ghép ảnh. Thế còn để thiết kế trên 2D, thiết kế in ấn này, tạo hình này,
làm file này, để cắt ghép, cắt CNC này thì đều phải làm trên trên AI hết. Đấy, thì ví dụ đây là một cái thiết kế của mình. Thì sau khi mình thiết kế, mình tạo hình như này thì mình sẽ phải làm các cái file để cắt CNC. Để tạo thành các cái file cắt CNC để trang trí, decor. Đây. Là ví dụ mọi người có thể xem một cái tạo hình nhé. Đây ví dụ cái này. Cái này là một cái mình vẽ và mình tạo hình. Thì cái sản phẩm sau khi mình làm xong ấy và cắt CNC đây. Mình cho cắt mica, mình làm thành một cái đế để trụ cắm hoa đặt trên bàn đây. Mọi người sẽ thể thấy. Cái này là cái mình làm rất là lâu rồi nhé. Cách đây phải phải mấy năm rồi. Thì là hồi làm ít nhất là cũng phải tầm 4-5 năm rồi. Và cái thiết kế này nếu mà mọi người có thể nhìn thấy là nó không hề lỗi thời một chút nào đúng không? Thật sự bây giờ những cái thiết kế này nếu mà áp dụng cho một tiệc cưới của 2020 thì mình nghĩ là vẫn rất là đẹp. Và hầu như là mình nghĩ là đến bây giờ mình vẫn chưa thấy có bên tiệc cưới nào mà sử dụng cái thiết kế này để làm trong tiệc cưới. Tức là nó gọi là cái dạng của concept mà gọi là clear ấy. Tức là trong suốt, tất cả mọi thứ đều là trong suốt hết. Thì nhìn nó rất là sang đúng không? Đấy. Nó vẫn có đường nét, nó vẫn có thiết kế nhưng mà tất cả nó trong suốt hết. Cái này rất là đẹp luôn. Và là tự chế. Đấy, thì mình phải cắt thành thành 4 mảnh mình ghép lại bằng bằng keo thôi. Nhưng mà cái này có một cái nhược điểm là chí mạng là dễ gãy. Tức là hồi đấy mình làm xong cái bộ này thì làm 10 bộ xong thì chỉ dùng một hai lần thì là gần như là gãy hết tất cả cái tay này. Thì thật ra là về sau mình cũng đã có cái kinh nghiệm ấy. Mình cũng đã biết cách làm để mà ví dụ mình vẫn có thể làm được tạo hình để nó đưa được như này mà nó hạn chế gãy. Nhưng mà thật ra là để mà làm một cái bộ này thì phải dùng mica nó dày ấy, mica 10 ly. Thật ra là rất là tốn kém, cắt được xong bộ này mất rất là nhiều tiền. Cả tiền vật liệu cho đến công cắt, thuê CNC hình như là cái này phải dùng cho cái tiệc nhiều chi phí cao. Nhưng mà đấy, mọi người có thể thấy là nhìn nó rất là đẹp đúng không? Trông rất là sang. Đấy, đã cắt CNC đấy. Đấy, hoặc là như cái tiệc này. Có thể thấy là mình lên thiết kế luôn, mình lên thiết kế từ trên 2D hoàn toàn trên trên AI luôn, tạo hình rồi sau đấy tạo file, rồi từ cái file đấy thì mình cho đi cắt CNC để làm decor, làm biển tên các loại đấy đều là trên AI hết. Đấy thì mọi người có thể tham khảo cái tiệc này mình đã làm cũng lâu lâu rồi, nói chung là một cái tiệc mà mình cũng tương đối ưng ý. Đây thì mọi người có thể thấy là từ cái thiết kế lên đến thực tế thi công đây. Đấy, y hệt luôn đúng không? Không khác gì luôn đúng không? Đấy. Thật ra cái này là một cái thiết kế mà cái mình được thì mình thấy là về cái thiết kế, về ý tưởng thì rất là ok. Về cái tạo hình không gian, cách xử lý giống như ở các cái bậc thang đi lên ấy. Nhưng mà cái dở của cái tiệc này là nó bị cái là trần trần của sân khấu quá thấp, thế mà bạn nhìn thấy mọi người thấy là kịch kịch trần luôn này. Gần như là kịch trần luôn. Đấy, chứ nếu mà cái này tức là không còn chỗ để làm dàn không gian luôn đấy. Thành ra là phải phải bố trí tạm hai cây đèn ở hai góc để ánh sáng vào sân khấu thôi. Chứ không còn chỗ để mà bố trí dàn không gian đèn phía trên. Chứ cái này nếu mà làm một cái sân khấu mà cao tầm gấp rưỡi cái này thôi, có đủ chỗ để dàn không gian, cái thiết kế sân khấu này mà to khoảng gấp rưỡi cho đến gấp đôi nữa ấy, thì sẽ rất là đẹp, rất đẹp luôn. Kết hợp thêm với những hệ thống trần thả treo thả phía trên, chứ đây là đấy không có chỗ để làm trần thả luôn, trống trơn luôn phía trên này. Hai cái đèn hai bên trông nhìn rất là không 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 đủ đẹp ấy. Đấy.
Nhưng mà đấy là cái phụ thôi. Bây giờ cái chính mình muốn nói là đấy, từ cái thiết kế 2D là mình đã làm y hệt đúng không? Đấy, tức là cái này đâu cần thiết phải phải cái gì cũng phải 3D đâu. Mình hoàn toàn mình làm trên 2D. Đấy, nhưng mà sản phẩm nó nhìn nó ok đúng không? Nó đúng được như như cái thiết kế luôn. Đấy, mọi người có thể xem kỹ hơn. Và có một cái điểm rất là quan trọng nhé, điểm mà theo mình thấy là rất là quan trọng luôn ấy, nó giống như kiểu là cái phân biệt hàng au với hàng fake ấy. Tại sao mà hàng au nó đắt, nó xịn hơn hàng fake rất là nhiều. Không 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 chỉ đơn giản là vấn đề thương hiệu, mà cái quan trọng nhất của hàng au hàng fake ấy, là cái mà gọi là độ nét, độ hoàn thiện. Mọi người có thể thấy ở đây là độ nét nó rất là cao đúng không, nó không bị lỗi xấu đấy. Độ nét, cái độ hoàn thiện mọi người có thể thấy là ở đây ví dụ những cái điểm như này này gọi là độ nét, độ hoàn thiện không quá cao này. Đấy là mọi người thấy ví dụ những cái góc này. Tiếp tục nhá. À, cái này sẽ là một cái tiệc cưới mà đây mình giới thiệu cái tiệc cưới ngoài trời đây. Mình đã từng làm, đây là toàn bộ phần đồ họa của nó trên, mình làm trên AI đây. Đây thì mọi người có thể thấy ví dụ đây là cái photo booth. Đấy, thì là mình sẽ làm file đồ họa trên AI đây. Đấy. Sau đấy là làm ra file cắt này, để cắt CNC này. Đấy. Đây là phần photo booth này. Photo booth đây. Đấy. Đây là sân khấu này, đồ họa sân khấu này. Đấy. Đây là cái này là cái biển welcome, welcome board. Thì cái mọi người thấy là khi mình làm trên một cái file thiết kế ấy, bao giờ cái gọi là cái mà cái tức là gọi là thống nhất, tức là cái nguyên yếu tố, cái nguyên tắc thống nhất trong thiết kế là rất là quan trọng. Tức là mọi người thấy là từ cái welcome board này cho đến cái photo booth này cho đến cái thiết kế đồ họa sân khấu này là nó đều đồng nhất nhé. Nó đồng nhất từ về màu sắc cho đến kiểu dáng đến cách làm bố cục. Đấy. Chứ nó không phải là kiểu râu nọ cắm cằm bà kia hoặc là nhiều màu nhiều loại đánh nhau. Cái đấy là cái mà yếu tố mà rất là quan trọng trong thiết kế. Đấy. Thứ hai nữa là có cái tiệc này là mọi người thấy là có một cái đồ họa in ấn mà nó đẹp vào ấy. Thì anh nhìn trông nó rất là dễ thương đúng không? Đấy, đặc biệt là những cái đồ họa mà giống như gọi là đồ họa dùng kiểu màu nước với cả hoa lá cành nhẹ nhàng này ấy, thì cho vào trong tiệc cưới rất là hợp. Đặc biệt là năm nay lại là cái năm mà cái tông màu blue nó là trend của năm nay ấy. Đấy. Đáng tiếc là trend chưa kịp lên là đã bị dập, đã bị em Covid em dập, dập cho rộng ngóc đầu rồi, không ngóc đầu lên nổi, sấp mặt. Đấy. Thì cái đồ họa mọi người thấy cái đồ họa in ấn cho vào cái thiết kế nó rất là hiệu quả, nó rất là mềm mại. Đấy. Hay là một cái ví dụ khác nhé. Cái này là tiệc mình làm năm ngoái ấy, làm cho bọn bạn hot girl Mia Nguyễn ấy. Bạn này rất là nổi luôn đấy, nhưng mà thật ra lúc mình làm cho bạn ấy rồi mình mới biết. Trên trước đấy thì mình chả biết bạn là ai cả. Nhưng mà trên Instagram cái thứ là bạn ấy cực cực kỳ nổi luôn. Và sau khi làm xong thì một cái tag của bạn ấy thôi thì là không biết bao nhiêu người vào like và theo dõi cái Instagram mình từ từ sau cái tag đấy. Đấy thì cái này là một cái mà bạn mọi người thấy là đấy, đây đây là một cái phông ở nhà. Là cái thiết kế của cái phông gia tiên này nếu mà bình thường phải nói thì là rất là đơn giản. Đấy, về hình khối thì nó không không có gì đặc biệt cả. Nhưng cái phần đồ họa của nó rất là êm đúng không? Nó nhẹ nhàng. Đấy, thì nhờ cái phần đồ họa êm ái này nó kết hợp cả cả từ trong phông gia tiên cho ra đến cổng hoa cùng một concept nó rất là nhẹ nhàng này. Thì nó làm thành một cái thiết kế mà nhìn tương đối là bắt mắt. Đấy, mọi người em có thể xem cái thiết kế. Đấy.
Thì đây là cái file đồ họa mình đã làm, mình ấn cho cái cả phần cổng và phòng phong rồi. Để mà làm cái file này ấy thì là không phải nó có sẵn các cái hình như này nhá, mọi người xem đấy. Mỗi cái tấm là nó có một cái đồ họa khác nhau nhá. Có những cái khối lớn này, có hình to này, cả hình to này, hoặc là có những cái hình nó tách ra thành các cái khối nhỏ hơn này. Đấy, nhỏ hơn này. Thì những cái này là mình đã phải ghép giống như là giống như kiểu mình cắm hoa luôn đấy. Mọi người hình dung thế. Tức là mình cắm hoa như nào thì mình làm đồ họa cũng như thế. Thì là nó cũng có chính phụ, cũng từng bông hoa mình ghép vào này, từng cái cánh hoa nhỏ này, rồi mình ghép các cái cành lá vào này, đấy, lá chính lá phụ, các loại lá phụ vào này, đấy, mình cũng có bố cục, mình cũng có chính phụ luôn. Thì là mình sẽ làm thành các cái thiết kế đồ họa in ấn như thế. Với là mọi người để ý nhá, cái tông pastel rất là nhẹ nhàng đúng không? Từ file, từ cái hoa cho đến các cái lá nó đều là cái màu pastel nhẹ nhàng. Thì nhìn này, nhìn hông trông trông nó sẽ nhẹ nhàng. Đấy. Nó khác với cái thời xưa, cái thời xưa cách đây từ hồi gọi là khởi nghiệp của mình ấy, trong cái nghề cưới này ấy. Đầu đấy là mình làm cái in phông cưới. Đấy. Hồi đấy mình làm cái in cái phông cưới thì là nó có cái gọi là gì nhỉ? Hồi đấy là toàn in gọi là ghép ảnh cô dâu chú rể vào cái đám cưới ấy, vào cái phông ấy. Đây là design phông cưới rồi. Đấy, thì cái này là ngày xưa là có cái mốt gọi là ghép ảnh cô dâu chú rể vào cái phông và in bạt. Đấy, thì hồi xưa là mình gọi là khởi nghiệp cái nghề cưới là chính là từ cái này. Đấy. Đấy thì mọi người nhìn những cái thiết kế mình từ ngày xưa. Hồi xưa là nó nhìn nó hơi bị nặng, màu nó chơi nó hơi bị đậm. Đấy, cái tông màu nó đậm chứ nó không kiểu pastel nhẹ nhàng như bây giờ. Đây cái hồn này ngày xưa đây mà gọi là một cái phông mà gọi là huyền thoại. Cung văn hóa hồi đấy mình làm ở cung văn hóa, tức là mình làm cho bên nhà triển lãm. Thì là nhà triển lãm đấy thì là bên Dung Hòa nó thuê để nó làm tiệc cưới ấy, thì là làm cái phông sân khấu này cho bên Dung Hòa. Không biết bao nhiêu, chắc là phải không biết bao nhiêu nghìn cô dâu chú rể đã qua tay cái mẫu phông này rồi. Màu tím sẫm này. Nhưng nguyên cái năm mình nhớ là năm 2012 lúc mình bắt đầu làm đám cưới, thì là nguyên một năm đấy là chỉ có tông hầu như là tông tím. Đến 80% các đám cưới là dùng cái tông tím sẫm này. Tím Huế, Huế, Huế. Huế buồn. Bây giờ mà làm đậm này thì nhìn nghe chừng hơi bị Hà Sơn buồn. Đấy, thế là hồi xưa thì là mình đã biết là làm đồ họa nó rất là hiệu quả trong làm đám cưới rồi. Nhưng mình chưa làm cái kiểu pastel nhẹ nhàng như bây giờ. Mà đấy, những cái này thì nhìn nó cũng nhẹ nhàng hơn. Hoặc là những cái thiết kế mà cái phong cách mà kiểu như là truyền thống một chút, hoặc là hơi thiên về kiểu như là âm hưởng của Trung Quốc ấy, thì cái thiết kế đồ họa này nó cũng rất là hợp. Đấy, để mọi người xem tham khảo thử một cái của Đàn Hương thành ở đây. Đấy, là cái này là làm cái đồ họa trên này hình kiểu bông sen. Sen kết hợp với cái mô típ nên tông dùng cái quạt. Đấy, cái tông đỏ, tông đỏ. Nhìn nó mix với nhau rất là hợp đúng không? Bách hợp. Đấy. Cái này là cắt CNC gắn lên. Đấy. Rồi đấy, có thể thấy là cái mà đồ họa in ấn này nó làm cho thiết kế mình trông nó bắt mắt và nó dễ thương hơn rất là nhiều so với việc chỉ là làm nền phông in bình thường đơn thuần. Để mãi không ra. Đấy. Đấy thì cái đồ họa kết hợp với
hoa, mix màu hoa thì nó tôn thiết kế lên rất là nhiều. Đấy. Cái màu nền và hoa, và thật ra lúc này cái màu nền, cái nền hoa nó không không cần phải quá cầu kỳ đâu nhá, nó chỉ nhẹ nhàng đấy, không cần quá rõ, tức là nó chỉ làm nền phụ thôi, cái chính vẫn phải là hoa đấy. Thì khi mix mà cùng cả nền in ấn và hoa tươi thật thì làm cho cái thiết kế nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều, nó ấn tượng hơn rất là nhiều so với cái việc là chỉ là nền không. Nếu mà cái này mình in một cái nền màu hồng hồng, à mình sơn nên màu hồng hồng nhạt nhạt không thôi thì nhìn nó chắc chắn nó sẽ không thể nào ấn tượng mà đẹp bằng cái này. Thì mọi người có thể thấy là cái việc nó mix vào nhau nó rất là tốt như thế đấy. Ai in ấn à, mọi người có thể thấy cái này là mình in bạc thôi nhá, mình in bạc thôi chứ chứ không phải đề can đâu, nó sẽ rẻ và hiệu quả hơn tương đối nhiều so với việc in đề can. À, thế là mình đã đi qua cái bài hôm nay là giới thiệu về AI và những cái công dụng của nó trong cái việc mà làm đồ họa in ấn cũng như là làm file cắt, làm file sản xuất. À, thì mọi người thấy thấy là AI dùng rất là tốt đúng không? Thực ra là cái thời lượng mà mình sử dụng AI ấy, là chính luôn, nó còn nhiều hơn cái việc mình dùng 3D rất rất là nhiều. 3D thật ra chủ yếu để lên concept với cả những cái thiết kế nào thực sự là phức tạp thôi, hoặc là với những cái khách hàng mà người ta kỹ tính cầu kỳ hoặc những job lớn là cần phải lên 3D. Thế còn phần lớn các cái job của mình là hầu như đều làm trên AI và Photoshop hết, là đủ hiệu quả và đạt yêu cầu thẩm mỹ cũng như là với cái khách hàng bình thường. Thế cho nên là việc mà mọi người sử dụng tốt được AI ấy, và làm được tốt AI và Photoshop ấy, là một cái mà đã đáp ứng đến 80 đến hơn 80% công việc rồi. Theo mình là như thế. Nên mọi người cố gắng học và làm AI và Photoshop tốt là ok rồi. Mọi người cùng theo dõi kênh và like, share cũng như là cho mình một subscribe theo dõi nha. Để mình có động lực để làm tiếp các cái video sau. Và tuyệt vời hơn nữa là nếu mà thấy cái việc mà mình dạy nó hiệu quả và kiến thức mang lại nó thiết thực thì có thể tham gia các cái khóa học của mình chuyên sâu hơn về thiết kế cũng như là về sử dụng công cụ. Cảm ơn cả nhà nhiều.